thì ta đã chọn cho ngài rồi đó. Nghe chưa? Xác kia bỏ đi, đừng có theo cái ngài kia nữa. Ngài kia đã hãy ta mệt, đã tố phép ta hết rồi. Nếu ta mà không lấy được thì ngôi của ta đã mất rồi. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Trên trán gặp cha chưa? Anh em mình có vui không? Ngài vui lắm mà. Mà sao nói lần nào mà theo cái ngày ấy mà đây hại ta, để lấy đi tất cả của ta. Nếu ta mà không lấy được thì trần gian này như thế nào, cái thiên tội như thế nào? Chứ chìm trong tay ngày đó hết. Dạm chín người của ta nữa mà. Mà tại sao ngày theo ngày ấy để làm gì hả? Ngày hôm nay mình gặp phá hổ thiền, ta biết ngài mà, nên ta cũng đưa ngài về đây nữa mà. Lễ giáo bên Phật tổ nữa mà, ta biết ta vẫn tôn trọng ngài, vì ngài cũng tính người giống như ta. Này ta đã nói thì thôi đừng theo ngài đó nữa, bỏ tất cả đi thì hãy theo bản sắc này. Nghe chưa? Đừng về phần kia nữa. Xin thôi đừng cứ bình thường đi. Tôi biết ngài cũng hối hận lắm, đi theo ngài ấy cũng hối hận lắm, nhưng chúng ta cũng không biết nữa mà. Anh em của ta nó nói lòng nào mà thấy ngại ta, tổ tiên của ta hết, cũng tiêu diệt cả vân xác của ta nữa mà. Tất cả linh hồn mà thấy xác của ta tiêu diệt hết, nó nói nói mà. Ta biết ngài cũng không có biết đâu. Nếu ta có mời ngài về tất cả hết đó, có về chứng kiến các ngài ở trên xuống, cha cũng xuống, Phật tổ cũng xuống để trình bày đâu đó cho nó rõ ràng. Này, nó mượn xác này nó gặp ta rồi, mà xác này ngài sao lại hãy về luôn, nghe chưa? Đừng về cái xác kia đó, cái xác của trên điện trên trán đó của cha đó, đừng về nữa, đừng theo bên cạnh cái người kia đó. Người kia bây giờ xuống trần gian vì lòng tham, dám hại anh em nó đơn nhau ấy. Tôi không ngờ, lúc bây giờ phải nghĩ thôi, do người đó chọn, anh em thì anh em, nhưng mà làm ác thì phải tiêu diệt thôi. Ta nói có đúng không? Anh em thì anh em, nhưng làm phải đâu ra đó. Kịch thì cũng quay xong thôi. Màn này rồi, tất cả thiên cõi có điều chỉnh lại hết. Trần gian cũng vậy, điều chỉnh lại tất cả hết. Anh ghé nghe chưa? Nhưng mà theo xin người nào cảm thấy theo thì lấy tôi cho nó đâu ra đó. Ngài có cái gì cặp mắt thiên nhãn gì đó mà cũng nhìn đâu có ra đâu, đâu có nhìn ra được cái tâm đâu, đúng không? Chứ đâu phải là như vậy nhìn ra đâu. Nghe chưa? Tình không nói cả đó mà còn nhìn chưa ra được cái tâm đó mà. Thấy không? Cao cỡ nào cũng có sơ hở, không có ai cũng phải hết đâu, không có ai mà trọn vẹn hết, cũng có phần sơ hở thôi. Nhưng sơ hở đó là mình không cố ý hết, không cố ý là không tha,
Thôi ghét bỏ chuyện đó đi nha. Thôi đừng như vậy nữa. Thấy kinh. Thôi đừng nữa. Thôi về tới đây rồi thì vui đi. Nói chuyện cho vui đi, ghét bỏ chuyện đó qua một bên đi. Nè cô sáng mất rồi đó. Thì hãy nói cho biết. Nói chuyện cho Trần Giang biết luôn à, ngày hôm nay ở đây cũng muốn gặp Đại Thánh này nè, các ngày này bữa ở trên nè. Quen không? Ngài nhìn bên đây coi có quen không? Nhìn kỹ coi có phải ở trên không? Đây nè. Phải bữa đó có uống rượu với Ngài không? Nhìn kỹ vì có đúng không? Bữa ở trên đó, vô cái xe kia đó. Đúng không? Giờ nói chuyện cho Trần Giang biết đi, ở đây cũng có huynh đệ đồ có duyên đến đây nè, được không? Không hả? Rồi nói đi về câu đi, đây đã được chắc đó, rồi thì vui đi. Nói về câu thôi rồi đi. Nói đi. Bỏ cái qua chuyện không vui đi, làm lại chuyện khác. Bỏ cái phần xác kia hết đi, đừng theo nữa. Thôi nói về câu đi. Nói đi, nói về câu đi. Ngài cho phép thì nói đi. Ngài đâu có bắt tội chuyện kia đâu. Ngài thấy ta cũng đưa Ngài về trên lo đó, thấy chưa? Đưa theo bên Phật tổ nữa mà. Nếu ta mà không ta mà suy nghĩ Ngài thì đâu có đưa Ngài đến đó. Nhưng ta biết ta cũng đưa Ngài đến đó, cũng về chung với ta chỗ của ta. Thôi nói về câu thôi, nói coi Ngài là ai, có phải là ai không, tên gì, nói đi cho biết. Rồi xong xuôi thì đi về. Tôi cho phép mời Ngài về trái cây nha, được không? Ừ, quên nữa, nãy giờ. Nãy giờ, quên. Đây. Em uống rượu đi. Dùng đi. Nãy giờ cũng quên nữa. Quên nữa rồi. Nó nói chuyện buồn không nhưng mà quên. Rồi có gì nó đem xuống hết đi. Nó đem xuống đi. Coi đi để lại một thôi. Đem xuống cho ngày ấy đi. Quậy một bữa coi. Quay bữa làm quan trọng nữa. Để dễ lên lo thôi. Tự chủ ta gọi cái tự nhiên. Trần Giang cũng có nữa nè, thấy chưa? Bây giờ uống rượu với Ngài đi. Mình biết là Ngài. Hai Hai trái, hai ly nữa. Nay vui vẻ lên. Nhìn lại chỗ mới rồi. Được rồi. Ở đây còn là người tốt. Tôi cảm ơn. Cảm ơn. Người bên cạnh ta nữa mà. Ngay về cái chỗ. Ngay ta rốt cho. Ngồi đây luôn đi. Coi con. Rồi xuống đây coi. Thôi bây giờ với mẹ ta với ngài như khác nhau. Thôi giờ Trần Giang ha, ở với ngày ý Trần Giang đi, khi nào tư thờ cơ đó tính nha. Rồi tới với ngày dùng chung một ly đi nè. Vui vẻ lên, bỏ hết những chuyện trước đây. Ở cái lầm lỗi cái ngày cũng thông cảm, bỏ qua hết rồi. Coi chụp ly này kia coi. Đưa ly mà không chụp. Lấy ly nhỏ đi. Để
Ý ở bên này tới ở bên này muốn làm gì làm sao không nãy nàng sao? Thôi nói người một đi. Này. Trời trước để người ta thằng vui có rồi tao không có ăn như ngày đâu. Dùng đi. Thôi mà ăn đi. Được như vậy. Nói mợ ta rồi. Bớ mợ rồi rồi. Giờ mạnh này nó lên kê nó đi gan bữa hôm. Lần này gặp nhau là vui rồi. Bây giờ với nè, coi thứ người này là ai. Đây mở cái cặp mắt tiên nhãn ra nhìn nghe này nói. Đó biết không lại nói ra. Biết chơi. Biết ai không? Bên có ai không? Gặp nhau xuống đây để biết đời. Nhưng mà biết phải không? Lớn không? Đúng không? Nếu biết vậy thì mà ngày ấy nó đi. Vô vậy. Đâu đó nha, chứ chẳng phải đâu đó nha. Người ta mờ mình thì mình phải mờ lỡ đâu đó nha. Không có mà gì được nha. Phải đâu đó. Thấy bà lì mày nghe chưa? Bây giờ bây giờ bây đây nhìn vô là nước. Trần gian thì nhìn là nước. Không phải là gì đâu. Vui chưa? Nhưng không nói tên được đó, vui chưa? Vô đây luôn coi. Ngồi vậy được rồi ha, vui rồi ha. Ở đây là ta đã biết rồi. Ngồi đây coi. Xác vô coi. Nhìn kỹ ngồi đây mày. Nhìn kỹ ngồi đây. Đây, ta nói luôn cho nghe chưa? Có ngày luôn nghe chưa?